Rồi chào anh em nha. Nay cái điện thoại nó bị hư rồi, không có đi rừng được anh em ơi. Thôi ở nhà thấy cũng buồn, thôi để view cái dàn chim ở nhà mình lên cho anh em xem giải trí. Hiện tại giờ thì mình cho để ngoài Đắk Lắk ngoài hai con, cho ông anh Bà Rịa Vũng Tàu mượn hai con, với ông anh ở Hải Phòng mấy tặng ông con với cho ông mượn con. Rồi còn ở nhà thì còn được mấy con để mình review lên cho anh em xem và giải trí cho đỡ buồn nha anh em ơi. Bye.
Quý sáu chín chân thành cảm ơn tất cả anh em đã trong thời gian qua đã quan tâm và xem đến kênh Quý sáu chín. Anh em xem kênh nhớ đăng ký ủng hộ Quý sáu chín. Chân thành cảm ơn anh em. Để xong việc mình làm, mình sửa điện thoại xong, mình sẽ đi rừng trở lại và tìm hàng và để chia sẻ cho anh em và đưa clip lên cho anh em xem giải trí và thẩm nha anh em ơi.